Ngay trong tháng 11 này, thành phố Hồ Chí Minh là một trong 6 tỉnh thành sẽ bắt đầu từng bước chia tay với hóa đơn giấy. Bình Phước dừng bán tại chỗ một vài nơi khi số ca nhiễm tăng cao. Thị trường mặt bằng gặp ách tắc do người thuê và người cho thuê chưa tìm được tiếng nói chung,